Rồi, hôm nay chỉ có một mụn u nang ăn luôn rồi. Đây. Rồi trong cái này thì nó có bao nhiêu cái nhân? Khoảng bao nhiêu? Nhiều hay ít? Nhiều, cái này trong này nhiều lắm. Nhưng mà mình sẽ xác định ba cái đầu bự nhất. Đây, một này. Đó, nó thấy nó trắng trắng không? Cái thứ hai này. Cái thứ ba này. Xác định được ba đầu mụn rồi. Giờ mình châm vào ba cái đầu mụn đúng không? Cái mụn cục viêm này á bắt buộc phải cho cái đầu nó bự ra thì nó mới ra được, chứ còn kiểu mà nhỏ sợ nó bị rách ra hay nhỏ là nó không có ra được, là nó còn tổn thương thêm. Nên từ đầu mình sẽ xác định là mình cho cái đầu mụn bự. Cái này mọi người có thể chọn đi rạch bệnh viện, thì rạch bệnh viện thì đương nhiên cũng bị sẹo rồi, nhưng mà cái này thì nó không có đến mức mọi người phải đi bệnh viện. Mọi người đi spa thì nó sẽ xử lý cho mọi người, chỉ cần có kỹ thuật thì nó sẽ đẩy được cái nhân cho mọi người nha. Mọi người sử dụng những biện pháp kháng viêm, chất dưỡng lên nữa thì da mọi người sẽ ổn nha. Rồi sau khi nhấc kim lên thì sao? Cái đầu đẹp từng cái đầu mụn ra. Nhiều, cho nên là cái lúc nãy mà mình không mở đầu bự thì nó sẽ không bắn ra được như thế này, nhưng nó không có cái đầu để thoát ra, cái mụn ra ấy, thì nó sẽ bị bầm vào trong cái đầu mụn đó. Cái bông thì để được vô để xin từ đầu vào đầu bự cho nó ra được cái đầu mụn ra, cái đầu mụn ra để xung quanh. Cho nó dồn cái mụn vào ở giữa. Nghĩa là mình lấy chỗ quanh thôi, chứ mình không có nó giặt quá thì nó sẽ bị tổn thương da và bị sẹo ha.